Trên mạng xã hội, Đình Tú xả kho loạt khoảnh khắc bảnh bao khi diện bộ vest đầy lịch lãm. Nam diễn viên không quên thả thính, anh viết, anh rất thích trà, trộn vào tim ai. Ngay dưới bài viết, khán giả liên tục réo tên Huyền Ly Di. Có khán giả để lại bức hình trùng hợp của Huyền Ly Di cũng đang uống trà kèm dòng bình luận hài hước, ăn miếng bánh, uống chút trà, cầm tay và muốn là nhà của nhau. Đình Tú liền đáp, văn vẻ quá, cũng uống trà kìa, trùng hợp quá. Tài khoản này tiếp tục đẩy thuyền, cứ giống thế bảo sao mọi người không yêu. Đình Tú thoải mái nhắc đến Huyền Ly Di mỗi khi được fan ghép đôi. Cả hai là một trong những cặp đôi được dân tình đẩy thuyền nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Sau khi bộ phim Thương Ngày Nắng về kết thúc, cặp đôi ngày càng thân thiết và liên tục bị đồn đoán là phim giả tình thật. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.